chiếc điện thoại huyền thoại chính hãng của hãng Nokia, Nokia 8800 Gold AT, nguyên bản, nguyên zin, sưu tầm đẹp như mới tại Kỳ Lân Luxury. Đây là phiên bản màu vàng Gold, tất cả chi tiết hoàn hảo và đẹp xuất sắc luôn. Liền lạc từ hông, phần trên, phần dưới, tất cả chi tiết và cơ trượt cực kỳ đã. Bởi vì đây là chiếc điện thoại gần như là mới, rất mới. Đến thời điểm hiện tại bây giờ mà tìm được một chiếc điện thoại Nokia nguyên bản nguyên zin sưu tầm mà đẹp như mới như vậy quả là rất là khó. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên sưu tầm những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, tuyển chọn đẹp nhất với những tiêu chí cao nhất để phục vụ tất cả những sản phẩm đẳng cấp cho tất cả quý khách. Đầu tiên là sẽ đồng nhất tất cả chi tiết từ trong ra ngoài, cơ là không có rơ lắc gì hết và không hở, rất đều. Và từ cái thìa này cũng vậy, ít có sử dụng, mới sử dụng nhiều nó sẽ bị có dấu. Và đặc biệt là cái chỗ gáy nhựa này là cái nhựa zin mà còn rất đẹp, bởi vì những cái gáy nhựa này rất dễ bị chày và dễ bị tét. Bằng kiếm dây nguồn, dây nguồn thì sẽ có đèn kiếm, và đèn kiếm này rất ít sử dụng, nghĩa là khi mà mình dùng nhiều thì cái đèn nó sẽ ngã sang màu vàng. Còn đây là dây nguồn mà hầu như rất ít sử dụng thì cái đèn sẽ có ánh sáng vàng, nhưng mà vàng rất là trong, không có bị đục, ngã vàng ố. Kết hợp với cái bao da 8800 mà Kỳ Lân handmade từ da nhập và handmade thủ công, màu vàng kết hợp với chiếc ngựa 8800 màu vàng này đúng là một cặp. 88 carbon thì mình sẽ có màu này, hoặc là 88 AT màu đen, Sophia màu đen thì sẽ có màu đen, bao da màu đen bằng cá sấu luôn. Hoặc đối với 88 Sophia nâu thì mình sẽ có bao da cá sấu màu nâu, kết hợp theo sẽ đúng một cặp và trùng, một cặp dành cho nhau. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.